Hello, xin chào cả nhà. What? Now he wanna? Trời ơi, lăng cô hơi lạnh nha mọi người. Sáng nay gia đình quyết tâm dậy sớm đi ăn bún bò. Đây, đồ mặn. Nhưng mà tới nơi thì vừa hết nên là bây giờ chuyển qua ăn ăn bánh canh cá lóc. Đây, một tô bánh canh cá lóc nè mọi người. Khà thì ăn được chân cút nè. Bà đang luộc chân cút cho Khai rồi ăn. Khà ăn chân cút giỏi lắm, thích ăn lắm, nhỏ nhỏ nữa, vừa ăn vừa miệng nữa. Với lại cái chân cút á mọi người, cái lòng đỏ nó nhỏ đó, em không có bị sặc, vừa đẹp. Khà, thank you daddy, thank you. Rồi, Chun ăn đi Chun. Can add more. Ở đây người ta có để chả cho mình với lại chân cút, mình có thể luộc ra mình bỏ vào trong cái bánh canh này cho nó ngon. Bây giờ tô bao nhiêu rồi mấy con không biết nữa, bên đó người chắc chừng 20 ngàn. Chờ chút xíu. Let's see. Very flavorful. Very tasty. Đây có ớt này. Với lại ớt dầm. Người Huế thì ăn ớt hơi nhiều nha mọi người. Chuyến more chili. Yeah, please. Đúng bài của Chuyến. Ben thì thôi không ăn ớt. Hai ở. Bột chả bỏ vô ăn nè. Chả bò nè, cái màu chả nè. Màu chả nó đậm hơn. Khá ăn được chứ ta. Cho ba chút. Cho Khao ăn nè. Cái này là gì? Khao dễ sợ. Thì cái này là Khao con ăn này con. Cho nè. Và ăn được nó chả này nó có cay đâu. Lúc cái cũng là tiêu tiêu gì. Ừ. Nè, ăn đi con. Con ăn đi. Chư. Tiêu vô trong nữa. Rồi xin. Đây. Trong đây ăn. Còn nó tôi quan đây. Đó là rồi. Rồi chị xong. They're so itchy, right? They have to finish all the time. No. You want some color egg? Con đưa đi. Mầm. Đưa sao? Đưa ngon sao? Vừa nãy em đưa cái tô nước lên, Thảo cũng đưa lên, nước đưa lên. You want another one? I can get another one. Wait, that's noodle. More. Rồi. Thank you for your chicken cook.
Trứng cút, đúng rồi, chính xác, giỏi. Chưa lần lần ăn mấy cái súp nóng đúng bạn. Được chưa? Không ăn nữa đi cho mình. Hay rồi. Ờ, bông trứng cút. Trứng cút. Và nó trứng cút. Đâu anh? Anh nói trứng cút. Tu bỏ vô một cái vô trong miệng luôn. You finish one. Wow. You finish all at once, Kyle. Con làm baby shark sao? Baby shark sao? Về Việt Nam mới được coi TV với mọi người, nên là biết cái bài đó đó. Let's go. That's so cute, Kyle. That's very cute. Đây mọi người, sau khi gia đình bàn chiến đấu, Chun đang sạch sẽ, bàn qua sạch sẽ. Rồi cái dĩa trứng cút thì Chun Kyle làm sạch sẽ với lại ba miếng chả, ba cha con ba miếng chả. Mọi người biết sao không? Cái nước súp ở Việt Nam mình công nhận là làm rất là ngon. Nước nó trong mà nó rất là đậm đà, rất là thơm ngon luôn. Đây nè, nên là ăn súp gì, ăn bún gì cũng là ăn hết cái nước rồi thôi. À. Đây nè mọi người, quán bích bánh canh cá lóc nè. Mình thấy người Đà Nẵng cũng hay ra đi chơi, hoặc là ai mà đi Huế đó, mà từ Đà Nẵng đi ra đi ngang qua Lăng Cô á, có quán bích bánh canh cá lóc nè, rất là ngon nha mọi người. Một cái tô hồi nãy là 20 đó. Đây mới tính tiền thấy đó. Một tô bánh canh là 20, một dĩa trứng đó 10 cái đó là 10.000, với lại là cái chả thì cái 5.000, rồi gia đình Ben ăn hết 65.000 nô nhi. 65.000 là chưa tới 3 đô hả mọi người hả? Một tô bánh canh lại chưa tới 1 đô nữa. Rồi đi về thôi Kyle, let's go. Let's go home. Nè coi đứng ngóng xe nè. Ở Mỹ làm gì có vui gì hả Kyle? Chỉ có ở Việt Nam đứng ngóng xe vậy thôi chứ. Còn ở bên Mỹ là nhà ở trong khu dân cư rồi. Lâu lâu mới có chiếc xe chạy qua chứ có xe máy với lại xe ô tô coi kìa. Rồi ông thấy chiếc xe máy chạy ngang, cái ông nhìn theo kìa. Kìa đang tới hả Kyle? Đằng đây nè con. Đó. Đó, chị. Ok, đi về. Giống nhà quê mới lên thành phố chưa? Let's go. Xin giới thiệu với mọi người bữa cơm hôm nay của nhà Ben. Hôm nay vẫn là cá chai nè. Nhưng mà có món khoái khẩu của Ben nè. Tôm chua với thịt luộc nè mọi người. Với lại dưa giá. Còn bên đây là canh rau dền. Rau dền là lâu lắm rồi mới ăn đây. Tại vì rau dền ở bên Mỹ nó rất là già, còn rau dền ở đây rất là non mà ngon. Với lại rau lang chấm với mắm nêm. Đây, mời mọi người. Mọi người Kyle nè. Kyle đang ăn dưa leo. Kyle rất là thích dưa leo nha mọi người. Dưa leo mà dạng dưa chuột á. Cái hột nó nhỏ dễ ăn á. Còn thích lắm. Cơm nữa nè. Ờ, ai rồi. Dữ quá. Ăn đi, Kyle. Không ăn cơm hả? Nè, coi muỗng chín này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quá trời luôn.
thơm quá nè. Nè, lấy một ít rau sống này. Cái rau này là rau thơm Huế nè mọi người. Nó rất là thơm. Đây. Một ít rau, có một miếng kiệu, với lại dừa giá. Mời cả nhà ăn cơm. Một lát thịt ba chỉ chấm với lại mắm tôm này. Mắm tôm chua Huế này mọi người. Đây. Thì một lát dưa leo nữa. Rồi đúng bài. Thì đầy đủ tất cả mọi. Mời mọi người nha. Tasty. Chúng mày cả nhỏ nhỏ đi là thấy khó ăn, ăn xương nhiều cũng được á. Ăn cả bư bư cá. Mọi người biết cái gì đây không? Mẹ Ben đang đổ thạch xo. Cái này là truyền thống của gia đình Ben. Mỗi mùa Noel là mẹ sẽ đổ thạch xo. Nhìn nè. Cái này là hương vị gì đây? Milo. Này là sữa nè. Cỡ này là gừng nè. Mà lúc nào mang thả mày cái sô cô la vô. Mà khỏi cái sô cô la nào nó tan ra ăn nó thơm ngon hơn, nó nóng á, con nóng đấy. Mà thả vô nó tan. Thả một sô cô la đi, sô cô la của mình, sô cô la con mời đem về á. Thả vô quay 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 lên cho nó thơm á. Rồi bây giờ mẹ Ben sẽ chờ một chút xíu cho nó khô cái bề mặt. Rồi đổ cái màu trắng lên trên cái màu đen. Rồi đổ cái màu đen lên trên cái màu trắng. Còn cái sục, còn cái này gừng thì nó nằm nguyên gừng như vậy. Là cái này là đông xương nhưng mà cái vị gừng đó mọi người. Mà ví dụ mình là cái tấm mình lấm mà chỉ cần tấm mỏng mỏng mình còn nước vẽ. Gừng mà. Đây này. Đây cái bong bóng này. Đó. Nó đẹp này. Đập cho nó bể này, mấy cho bong bóng được. Rồi. Coi nè, đầu bếp Tính Nguyễn đang chặt gà. Cái này là chặt gà để nấu cà ri nha mọi người. Tại vì hôm qua Ben có than một chút xíu là nấu gỏi nó trộn gỏi nó hơi dai. Nên thành ra là hôm nay là hầm cà ri luôn cho nó mềm luôn, ăn luôn cho nó dễ. Với lại một con vịt này là chút xíu là làm vịt thon nè. Vịt này cũng là vịt vịt tươi không mà. Mua trên chợ cái họ làm phải không? Đó, con vịt này vịt tươi luôn nha mọi người. Ở quê có cái sướng cái là ăn đồ tươi. Ngon, mình mua cái người ta mới đi bắt đầu vặt lông, rồi làm lông sạch sẽ. Còn cái con gà này thì anh họ Ben nuôi. Đây là đem về thì mẹ phải tự vặt lông với phải tự tự làm thịt. Mà Ben mà nấu ăn là hơi bị nhức sách đó nghe. Hồi xưa là nấu nhà hàng với lại nấu đám cưới đó, đám cưới đám giỗ là ai cũng tới nhờ vả cho mẹ nấu đó. Con vịt nó to chưa này mọi người. 180.000. Một con vịt 8 đô, 7 đô rưỡi. Bự dễ sợ chưa. Vịt cỏ này. Vịt cỏ phải không mà. Thịt nhiều hả. Cao ra nhìn. Cao ra nhìn chặt gà kìa. Ăn cao không? Ăn không? Ngay. Cậu biết Lâm điều Lâm bố à. Bây giờ mẹ Ben đang ướp này là vịt xả đập rồi hành tím đập dập với lại gừng tỏi lắm mà tỏi khử dầu chứ không có ướp trực tiếp vô đây. Cái xả là cái đầu non là cắt bằng ra
còn cái vịt to thì thả trực tiếp vô đây. Đây là cái này là vịt hon xả. Vịt hon là giống như là nấu giống như kiểu hon của mình gọi là gì ta? Trong Nam gọi là gì ta? Kho à? Giống như vịt kho xả đó mọi người. Còn trong kia gà. Gà. Gà sẽ nấu curry. Đây đã mua sẵn hai bịch curry, một bịch curry và một bịch ngũ vị hương. Nhà bên có bếp ở trong nhưng mà ngoài đây chặt rửa đồ thoải mái hơn. Mình lại ngồi đất quen rồi nên mẹ hay nấu ở ngoài đây, nấu ở ngoài đây cũng thoải mái mọi người. Làm một cái bếp ở ngoài nè. Có mái nè. Có mái trắng nè, với lại nấu cũng không bị hôi nhà nữa, nó rất là khỏe, nó rất là tiện. Đây. Đó, thấy chưa? Thấy đầu bếp chuyên nghiệp chưa? Cắt cái bì là không cần phải kéo. Lấy cái dao phay chặt cái bắp. Ngũ vị hương. Ngũ vị hương phải không mà. Màu này màu của ngũ vị hương đây. Tiếp theo là cà ri. Cà ri, bột cà ri. Bột cà ri là ướp bột gà thôi, tại vì gà nấu cà ri. Còn hon không cần cà ri nha mọi người. Hon chỉ cần bột ngũ vị hương thôi. Này là vịt hon, vịt vịt hon. Còn này gà nấu cà ri. Rồi có sa tế tôm. Sa tế tôm bỏ vô, chắc bỏ vô gà quá. Bỏ vô gà mà. Đó, sa tế tôm này. Cho có màu cho nó đẹp. Coi cái hồ kia. Đứng nhìn bà ngoại. Thao hay ra đây đứng nhìn bà ngoại nấu đồ ăn lắm á chứ. Coi cái mặt ổng vui chưa. À có một hộp vịt luộc nè. Hộp vịt luộc sống nè. Để 5 ngàn. Ờ. Mà hai chừng ngàn đừng thịt nguyên. Sống luôn hả? Luộc à? Thường không có luôn. Ờ. Mà hồi nào chín đôi bàn cày mày mà. Mày sống nha, cái 5 ngàn. Còn chín thì cái 7 ngàn hoặc 8 ngàn tùy. Còn bên đây dĩa này là dĩa cà rốt với lại môn. Để làm hình như làm gỏi, làm ram cuốn. Không phải nam cuốn. Chả giò. Chả giò, chả giò. Rồi tới công đoạn ướp rồi. Một chút hạt nêm, một chút vị tinh. Xì dầu à? Xì dầu. Không có muối, không có mắm. Không mặn hả? À, bỏ muối nhưng không bỏ mắm. Với lại xì dầu. Không gọi dầu hào hả má? Ừ, bên thấy mà. Ngoài ba cũng ít khi nấu dầu hào nha. Có muối nè, xì dầu nè, hạt nêm với vị tinh. Chi nữa? Mực ong. Mực ong. Chai chai mực ong. Chai mực ong. Đó mà đủ, đá cái chai nếu thương nghĩ á. À. Mực ong quên gửi về à? Đúng rồi, đúng rồi. Nó bị mua đi. À. Thank you.
Đây là truyền thống của gia đình bé này mọi người. Đi lễ ngày 24 về là ăn nè. Đó. Cà ri gà nè. Cái này là vịt thon nè, trứng vịt lộn nè, trứng cút nè. Chúng đang ăn món chúng rất là yêu thích là bánh bao chiên. Đó. Cũng gần 10 năm rồi bé mới được về nhà dự lễ Giáng sinh với gia đình đây. Không không, bé ngồi. Đây, còn bên đây nè, đó, đông xương là cái món không bao giờ thiếu trong cái bữa lễ ngày Noel của gia đình Ben. Đồ bếp chính. Đây, chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Bye bye. Bạn đi ăn đây.